Chương 672, khinh nhược trình quy 19. Sau khi biết tin Minh Thù là con riêng của Liễu gia bị lan truyền vào ngày hội đèn, nghe đồn ban đầu Liễu lão gia ở bên ngoài trêu chọc nữ nhân, bởi vì sợ lúc đó Liễu phu nhân còn sống sẽ kiếm chuyện nên không dám dẫn về nhà. Sau đó lại sinh ra cô con gái, Liễu lão gia lấy lý do là nhặt được nên nuôi cô gái này trong Liễu phủ. Minh Thù biết rõ bọn họ muốn làm gì, nhưng nghe nói Liễu Tâm duyệt từ hôm hội đèn trở về đã ngã bệnh bây giờ còn chưa khỏe mà ngày cưới của nàng và lý thân càng ngày càng gần thế nhưng thánh chỉ trong cung vẫn chưa tới hiện tại liễu tâm duyệt chỉ có thể thao túng dư luận đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ biết minh thù là con gái riêng càng trùng hợp hơn là trước đây khi liễu phu nhân sinh liễu tâm duyệt cơ thể không tốt nên về nhà mẹ ruột tu dưỡng liễu tâm duyệt sau khi sinh ra mới được mang về ông liễu chỉ cần tìm một người làm chứng giả nói lúc đó con của hắn đã chết liễu phu nhân vì địa vị của mình hoặc là không muốn để cho ông Liễu thất vọng nên đã tìm một đứa bé thay thế. Liễu Tâm Duyệt và Nguyên chủ tuổi tác chênh lệch không lớn, nhưng thao tác không gian rất lớn. Để cho Liễu Tâm Duyệt giả mạo thân phận này, kịch bản cũng rất liều. Hiện tại Liễu Tâm Duyệt cần phải phân rõ giới hạn giữa nàng và Lý Thân, nhưng dễ dàng tống cổ Lý Thân vậy sao? Cưới Liễu Tâm Duyệt thì đời này của hắn không lo ăn uống, còn có một người vợ xinh đẹp, làm sao Lý Thân bằng lòng buông cơ hội tốt như vậy? Liễu Tâm Duyệt và Lý Thân nói chuyện mấy lần đều không có kết quả còn thiếu chút nữa bị lý thân chiếm tiện nghi liễu tâm duyệt giận quá chuyện duy nhất khiến nàng vui là chuyện kia tiến hành không tệ hiện tại người trong thôn đều tin liễu khinh là con gái riêng nàng đã lấy được tín vật chỉ cần trong cung có người đến thì nàng là có thể bay lên cao rồi gần đây liễu khinh đang làm cái gì không hề làm gì cả cả ngày ở chung với tần linh sáng sớm đi ra ngoài buổi tối trở về người hầu trả lời liễu tâm duyệt nhíu mày tần linh kia là nữ chính không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Trình công tử thì sao? Trình công tử, người hầu lưỡng lự, gần đây cũng đi sớm về trễ, đa số sẽ theo chân. Nhị tiểu thư, có đôi khi sẽ lên chấn. Choang! Liễu tâm duyệt ném rơi chén trà trên bàn. Mảnh sứ rơi đầy đất. Chuyện gì vậy? Liễu phụ từ bên ngoài bước vào, người nào chọc con gái bảo bối của ta tức giận. Người hầu không dám lên tiếng, cúi đầu rời khỏi phòng. Cha, trình công không hề để ý đến con, lần trước hắn còn kêu người đưa con tới nơi đồng không vắng vẻ, Liễu Tâm Duyệt cắn răng, mặt lộ vẻ thất vọng, có lẽ Trình công tử yêu thích khinh khinh, con nghe người hầu nói bọn họ dạo này như hình với bóng. Liễu Khinh đứa nghiệt chủng kia. Liễu phụ tức giận không ngớt, ngay cả nam nhân của con gái hắn mà cũng dám đoạt. Một lát sau ông Liễu nói, chuyện này cha sẽ nghĩ cách. Liễu Tâm Duyệt ngoan ngoãn gật đầu, cái gì cũng nghe Liễu phụ. Cốc cốc. Minh Thù trừng mắt nhìn cửa sổ, ngày mai sẽ sai người ta đóng chặt cửa sổ, minh thủ không muốn đi mở cửa sổ mở to mắt nằm ở trên giường nhưng rất nhanh sau đó nàng nghe thấy cửa sổ bị người nào đó phá hư bóng trắng từ phía bên ngoài cửa sổ nhảy vào tới hô hấp nặng nề đến nỗi cách rất xa cũng có thể nghe thấy minh thủ mới vừa xoay người ngồi xuống thì bị một lực mạnh áp đảo thân thể nóng bỏng áp ở trên người nàng mùi rượu nhàn nhạt, nhạt đập vào mặt trình quý minh thủ bị ép tới không kịp chuẩn bị nửa đêm xông vào khuê phòng nữ nhân đây là chuyện mà công tử như ngươi hay làm hắn đè trên người nàng đầu trôn ở trên cổ nàng làn môi nóng bỏng kề sát cổ nàng đừng nhúc nhích minh thủ rõ ràng cảm giác được nơi nào đó nóng rực nhưng trình quy không có lộn xộn chỉ là đè trên người nàng hơi thở lúc nhanh lúc chậm phả vào tai nàng minh thù người bị bỏ thuốc ừ trình quy cà cả, cả cổ minh thù đừng lộn xộn nếu không ta không biết sẽ làm cái gì với nàng khóe miệng minh thủ giật một cái người cũng có thể bị người khác hạ thuốc sao tại sao nàng cảm thấy tên thần kinh này cố ý vậy không phải là trẫm có suy nghĩ xấu xa là hắn không bình thường trẫm rất sợ trong xe ngựa có thuốc giọng trình quy khàn khàn mang theo hơi thở dục vọng nhưng hắn hết sức đè nén lại minh thủ bị ép tới sắc thở không nổi nàng thử đẩy trình quy ra nhưng người này vô cùng nặng hắn có chút buồn bực ngắt bên hông nàng một phát khinh khinh nàng là muốn cùng ta phát sinh chuyện gì nàng muốn xảy ra chuyện gì đó với ta không đùa giỡn lưu manh Chấm đánh không chết ngươi, Trình Quy lập tức thu tay về, nỉ non một tiếng, ngoan, không nên cử động nữa. Minh Thù mặc kệ tên tiểu yêu tinh này, tuy là đáy lòng muốn đá văng hắn ra, thực tế lại không hề làm gì cả. Người Trình Quy càng ngày càng nóng, hắn đè nén âm thanh nhỏ vụn, tinh tế tiến vào trong tai Minh Thù, nhiệt độ trên người phẳng phất xuyên thấu qua trang phục, truyền đến trên người nàng bắt đầu nóng rực lên. Trong lúc bị hạ thuốc mà Trình Quy có thể ôm nàng, lại giữ vững lý trí như vậy, Minh Thù thật bội phục đêm này minh thù hoàn toàn không ngủ tuy trình quy chỉ nằm ở trên người nàng không có những động tác khác nhưng thỉnh thoảng hắn phát ra âm thanh nhiệt độ trên người và mùi hương giống được làm sao minh thù có thể ngủ được cứ như vậy mở to mắt đến sáng trình quy nằm úp sấp ở trên người nàng ngủ khuôn mặt hắn dán vào ngực minh thù tóc bay bốn phía trông rất mờ ám một tay minh thù ôm hắn một tay lấy chăn đắp lên người hắn vốn một người đã đủ nặng nay lại thêm một chăn minh thù cảm giác mình sắp bị đè chết tạo nghiệp gì vậy thật là đói. Trời đã sáng rồi. Minh thủ một tay một chân từ từ để Trình Quy sang một bên, nhưng mà Trình Quy ôm nàng rất chặt, nàng muốn đứng dậy thì hắn lập tức nhíu mày lại, ngang ngược ôm nàng vào trong ngực. Minh thủ, cứu giá. Chấm đói chết rồi, hình như đêm qua có chút đồ ăn vặt trên giường. Minh thủ đưa tay sờ tìm khá lâu cuối cùng cũng thấy đồ ăn vặt nàng giấu, nàng đẩy người bên cạnh mình ra chật vật ngồi dậy, làm cho Trình Quy nửa ôm eo nửa ôm nàng, dựa vào đầu giường, Trình Quy ngủ tới gần trưa, mặt trời sắp lên cao mới tỉnh dậy. Minh Thủ dựa vào đầu giường, đầu gật lên gật xuống, giống như đang ngủ gật. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ lọt vào, trong không khí từng hạt từng hạt bụi bay, ngoài cửa sổ tiếng cây cối kêu sột soạt. Lông mi Trình Quy run rẩy, hắn nhẹ nhàng ngửa đầu, thừa dịp lúc Minh Thủ đang gật đầu thì hắn đưa môi hắn qua. Minh Thủ soạt một cái mở mắt ra, ánh mắt mê mang nửa tỉnh nửa mê nhìn Trình Quy. Trình Quy dứt khoát nhắm mắt, ôm lấy cổ Minh Thủ kéo nàng xuống, Mấy phút sau, Trình Quy từ dưới đất bò dậy, trang phục trên người lộn xộn, cái này đã bị phá hủy, sau này ngươi làm sao? Cánh môi Minh Thủ đỏ thẫm, ánh mắt Meli biến mất, nửa dựa vào giường xé mạnh quần áo trên người, làm sao bây giờ? Dựa vào sắc đẹp của ta, tìm hạng người gì mà không có. Sắc mặt Trình Quy tối xuống, nhưng rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ bình thường, vậy khinh khinh nàng thử đi, xem ta khiến bọn họ cửa nát nhà tan trước, hay nàng và bọn họ trải qua một đêm xuân trước. Minh Thủ liếc nhìn hắn, Tính tình này không phải Trình Quy, là của hắn, là Kỳ Ngự. Chương 673, khinh nhược Trình Quy, 20. Thời gian không còn sớm nên Minh Thủ không đi tần ra, mà đang ở phòng mình ăn gì đó. Trình Quy đợi một lát, mãi đến khi A Lục tìm hắn mới rời khỏi. A Lục biết tới phòng nàng tìm người. Tên thần kinh quả nhiên giả bộ, A Lục đi chưa bao lâu thì quay lại, "Khinh khinh cô nương, một lát nữa nếu như xảy ra chuyện gì, ngài không cần lo lắng, công tử sẽ xử lý ổn thỏa." minh thù chỉ chú ý tới a lục đã thay đổi cách xưng hô trước đây a lục gọi nàng là liễu tiểu thư gọi liễu tâm duyệt cũng gọi là liễu tiểu thư nhưng trình quy vừa đổi thì a lục cũng đổi xảy ra chuyện gì nàng bị trình quy chặn ở trong phòng cả ngày bên ngoài xảy ra chuyện gì nàng không rõ ràng lắm không phải là người trong cung đến chứ có người chết a lục nhẹ giọng nói khinh khinh cô nương đừng lo lắng có công tử tại đây ngài sẽ không xảy ra chuyện gì có liên quan đến ta minh thù đã hiểu ý của a lục a lục gật đầu người chết là liễu phụ không sai liễu phụ chết mà người đáng nghi nhất chính là minh thù nhưng cả đêm qua nàng ở chung với trình quy làm sao có thể chạy ra ngoài giết chết liễu phụ lúc đến đại sảnh người của quan phủ đã có mặt đầy đủ còn có một đám người khác một đám mặc trang phục cũng rất chỉnh tề dẫn đầu là tên thái giám bộ dạng nhìn qua có chút tranh chua kiêu căng đứng nhìn hiện trường trước mặt trình quy không đứng cùng một chỗ với đám người kia nhìn qua có chút không hợp, quan huyện Chu đại nhân bị kẹp ở hai bên, hiển nhiên rất khó xử, không biết nên làm thế nào cho phải. Trùng hợp như vậy, Liễu phụ vừa mới chết mà người trong cung đã đến. Liễu Tâm duyệt quỳ gối trước thi thể Liễu phụ, khóc vô cùng thê thảm. Lỗ Công công, vị này chính là Liễu gia nhị tiểu thư, Liễu Khinh." Quan huyện giới thiệu cho tên thái giám. Lỗ Công công nhìn người minh thủ, đáy mắt hiện lên một sự kinh ngạc, nhưng hắn đè xuống rất nhanh, nàng ta chính là người bị nghi ngờ. "Vâng vâng." Chu đại nhân liên tục gật đầu, đầu bếp nữ tận mắt nhìn thấy lúc Liễu lão gia uống canh giải rượu, thì Liễu Khinh bỏ thuốc, có người làm còn nghe nàng và Liễu lão gia cãi nhau. Trình Quy thấy Minh Thủ tới thì vẫy vẫy tay. Minh Thủ nhìn đội ngũ trước mặt, cảm thấy Trình Quy bên kia tương đối thoải mái nên đi qua đó. Chu đại nhân thấy Minh Thủ và Trình Quy đứng chung một chỗ, có chút kỳ lạ, một lúc lâu mới quát lớn, "Liễu Khinh, vì sao ngươi phải sát hại Liễu lão gia? Hắn là cha ngươi." Đối mặt với tình hình như vậy, Minh Thủ cũng chỉ cười nhạt đúng vậy, tại sao ta muốn giết ông ấy, ngươi tìm cho ta một lý do đi. Làm sao ta biết tại sao ngươi muốn sát hại liễu lão gia? Chu đại nhân bị dọa cho giật mình. Ta đây cũng không biết. Minh thủ buông tay, ngươi không tìm cho ta một lý do thì làm sao ta có thể thừa nhận. Liễu khinh, tại sao ngươi có thể ác độc như vậy, cha nuôi ngươi nhiều năm như vậy, tại sao ngươi có thể ra tay. Liễu tâm duyệt được đỡ đứng lên chỉ vào minh thủ, khuôn mặt yêu kiều tràn đầy tức giận và tuyệt vọng. Ta không có ra tay, còn thật sự không biết ra tay như thế nào, hay là ngươi gọi ông ta dậy để ta hỏi thử xem, không tin không tức chết ngươi. Ngươi, ngươi. Khuôn mặt Liễu Tâm duyệt đầy nước mắt, dáng vẻ lung lay như sắp chịu không nổi. Trình Quy nắm tay Minh Thù, ý bảo nàng đừng nói nữa. Nếu là người bị nghi ngờ thì dẫn về từ từ thẩm vấn, không nên để cho người này chết oan. Lúc này Lỗ Công Công mới lên tiếng, "Trình Thế tử, ngài có gì bổ sung không?" Trình Quy duỗi tay nắm chặt Minh Thù, lòng bàn tay từ trong lòng bàn tay nàng xẹt qua, "Chu đại nhân, liễu lão ra chết khi nào chu đại nhân đáp giờ sửu đêm qua giờ sửu đêm qua khinh khinh ở chung với ta trình quy vừa dứt lời toàn bộ hiện trường đều im lặng nửa đêm ở cùng một chỗ với một nam nhân có thể làm gì vậy người nhân chứng thấy là ai trình quy tựa như không thấy ánh mắt quái dị của mọi người trình thế tử đây chỉ là lời nói từ một phía của ngươi lỗ công công cười nhạt vậy lời nói của nhân chứng không phải từ một phía à trình quy không nhường nói trình thế tử Nhân chứng không chỉ có một, lời nói của ta, mười nhân chứng cũng không bằng được. Đột nhiên Trình Quy bắt đầu chơi xấu, Lỗ Công Công, ta nói đúng không? Lỗ Công Công, dựa vào thân phận áp bức người khác, có gì hay ho? Hừ, ta không so đo với miệng lưỡi của Trình Thế Tử. Ngày hôm nay ta tới nơi này là để tìm người. Đột nhiên Lỗ Công Công nói, Liễu Tâm Duyệt cô nương là vị nào? Nội tâm Liễu Tâm Duyệt kích động, nhưng nét mặt lại không lộ ra. Tha thiết khóc cầu, mong Chu đại nhân làm chủ cho cha ta. Hu hu tại sao cha ta chết không rõ ràng như vậy chu đại nhân ngươi phải làm chủ cho ta trừng phạt nghiêm khắc hung thủ chắc chắn rồi chắc chắn rồi nhất định ta sẽ không bỏ qua cho hung thủ chu đại nhân đồng ý tâm duyệt tiểu thư nhanh qua đây đây là lỗ công công trong cung tới hắn tới tìm ngươi liễu tâm duyệt mê man không ngớt khóc nức nở tìm tìm ta lỗ công công lấy một vật từ trong tay áo lấy ra lấy một miếng ngọc ra hỏi cái này là của cô nương liễu tâm duyệt xoa xoa nước mắt thút tha thút thích nhìn sang là là của ta tại sao ở chỗ ngươi cô nương lấy cái này ở đâu từ nhỏ đã theo ta luôn trên người ta ta cũng không biết là từ đâu tới ta hỏi cha cha cũng không nói cho ta liễu tâm duyệt tiếng nói gián đoạn lỗ công công gật đầu nếu là cô nương vậy không sai ngày hôm nay ta tới là để đón cô nương hồi kinh hồi kinh liễu tâm duyệt như bị hù dọa ta ta đã làm sai điều gì cô nương đừng lo đón cô nương hồi kinh là chuyện tốt lỗ công công nói Minh thủ ngáp một cái, lấy một túi ăn vặt từ trong tay áo lấy ra, tìm một chỗ ngồi xổm xuống. Đám người kia diễn thật tốt, tượng vàng Oscar cũng không ép được. Lúc Lỗ Công công nhìn thấy nàng ta, rõ ràng đã phát hiện gì đó rồi, nhưng hắn lại muốn ban danh hiệu này cho Liễu Tâm duyệt. Chuyện này không có mơ ám sao? Bây giờ suy nghĩ lại một chút, trước đây nguyên chủ cũng chờ người trong cung đến, nhưng nàng đã chết rồi, trong chuyện này chắc có lẽ cũng không đơn giản. Công tử? A à, Lục thừa dịp mọi người nghe Lỗ Công công nói chuyện bước vào đến rồi. Trình Quy quay đầu thấy Minh Thủ ngồi xổm trên mặt đất, khoái miệng hắn giật một cái, đi lấy cái ghế cho nàng. Vâng, tại sao ngồi như vậy? Chân tê thì sao? Trình Quy đỡ Minh Thủ dậy. Đêm qua người đẻ ta như thế, sao không nghĩ đến vấn đề này? Chậm sắp bị ép tới bại liệt. À, đó là tình huống đặc biệt. Trình Quy nói sang chuyện khác, lần sau muốn ngồi thì nói với ta, nếu không, nói cho A Lục cũng được. Người đẹp của ngươi, ta không dám sai. Nói gì đó. Trình Quy đập đầu nàng, A Lục là hộ vệ của ta, bọn họ sau này sẽ chăm sóc cho nàng. A Lục đưa một cái ghế đến rất nhanh, cắt đứt cuộc nói huyện của bọn họ. Một người hầu xinh đẹp khá cẩn thận, bày ra một cái bàn và đồ ăn vặt để trước mặt Minh Thù. A Lục cười với Minh Thù, đứng ngay ngắn phía sau Trình Quy, nhìn không, chớp mắt trông giống như một người máy. Chương 674, khinh nhược Trình Quy, 21. Ta thật sự, Liễu Tâm duyệt vui buồn lẫn lộn, tay cũng run rẩy, sao ta lại là không thể nào ta là tiểu thư của liễu phủ sao có thể cha ta mẹ ta họ họ là phụ mẫu của ta minh thù bị kỹ xảo của liễu tâm duyệt thuyết phục kỹ xảo này đạo diễn cũng phải thường đùi gà cho nàng ta tâm duyệt cô nương trên tay cô có tín vật điểm này tuyệt đối không sai lỗ công công nói cô chính là con gái duy nhất của trấn quốc tướng quân nhưng ta liễu tâm duyệt nhìn thi thể trên đất cha ta ông ấy Mặc dù liễu lão gia không phải cha ruột của cô, nhưng nuôi cô nhiều năm như vậy, chuyện này nhất định sẽ được làm rõ, Chu đại nhân sẽ không bỏ qua hung thủ, cho dù có người bao che cũng không được. Tâm duyệt cô nương, tiếp chỉ đi, tiếp chỉ rồi cô sẽ là quận chúa. Lời mà lỗ công công không nói ra là, thân phận của quận chúa ngang hàng với thân phận của thế tử của Trình Quy. Cho dù hiện tại Trình giao uy quyền triều đình và dân gian, nhưng con gái của Trấn Quốc tướng quân mới được tìm về, làm sao có thể để Trình Quy làm loạn dường như liễu tâm duyệt đang đấu tranh tư tưởng, một lúc lâu mới khe khẽ quỷ xuống. Lỗ công công hài lòng gật đầu, sau khi nhận lấy thánh chỉ mà thái giám nâng, triển khai tuyên đọc. Phụng thiên thừa vận, chấn quốc tướng quân đã mất, minh thù đã sớm đoán được trong tay trình quy có thể không có thánh chỉ, nếu không hắn cũng sẽ không ngồi yên ở liễu phủ. Trong lòng trẫm cảm thấy vô cùng áy náy, đặc biệt phong ấn quận chúa Minh Huệ cho con gái của chấn quốc tướng quân, khâm thử. Lỗ công công đọc xong, nhìn về phía liễu tâm duyệt, tâm duyệt cô nương, tạ ân đi lòng bàn tay của liễu tâm duyệt toàn là mồ hôi nàng ta lập tức là quận chúa rồi khoan đã trong đầu liễu tâm duyệt này một cái nhìn về phía trình quy khuôn mặt trắng như ngọc lỗ công công quận chúa này là ai vẫn chưa chắc chắn trình thế tử ý ngươi là gì lỗ công công cười nhạt tính vật cũng ở đây có thể sai sao trình quy vỗ vỗ tay ngoài sân vang lên tiếng bước chân chỉnh tè quân đội mặc áo giáp từ bên ngoài tiến vào thế tử sắc mặt lỗ công công khinh bỉ trình thế tử người lại điều riêng uy vũ quân cái gì gọi là điều riêng uy vũ quân uy vũ quân vốn là do trấn quốc tướng quân xây dựng bọn họ bây giờ chỉ là đến nghênh đón thiên kim của trấn quốc tướng quân trình quy cười như không cười đừng quên binh phù của uy vũ quân vẫn còn thiếu một nửa lỗ công công siết chặt tính vật trong tay đó chính là binh phù trình quy đưa tay một vị tướng lĩnh đưa qua thánh chỉ vàng trói chỗ ta còn có một bản thánh chỉ, chi bằng lỗ công công cũng nghe một chút. Đáy lòng Liễu Tâm Duyệt này ra dự cảm không tốt, nhưng tình cảnh hiện tại đã nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng ta. Thân phận và địa vị của những người này, nàng ta quá nhỏ bé. Lỗ công công nghiến răng, quỳ xuống. Những người vừa mới đứng dậy, lại đồng loạt quỳ xuống. Trình quy triển khai thánh chỉ, hắn cũng không nhìn minh thù, trực tiếp đọc. Phụng thiên thừa vận, chấn quốc tướng quân đã mất. Bản mà trình quy đọc cũng tương tự bản mà lỗ công công đọc. Điểm khác biệt duy nhất là đoạn cuối, trong lòng trẫm vô cùng áy náy, đặc biệt Phong Liễu Khinh, con gái của trấn quốc tướng quân thành quận chúa Minh Huệ, khâm thử, thêm một cái tên, nhưng khác biệt một trời một vực. Trình Thế Tử, nàng ta không có tín vật. Lỗ Công Công gầm lên, ai nói ta không có? Minh Thủ bắt chéo chân, mỉm cười nhìn, về phía Lỗ Công Công, tín vật trên tay ông chắc chắn là thật chứ? Lỗ Công Công kinh ngạc Ông ta cẩn thận nhìn tín vật trong tay, nhìn qua không có vấn đề gì, lẽ nào lại là giả? Vừa hay, tiền tướng quân của Uy Vũ quân cũng đến, binh phù là thật hay giả, tiền tướng quân nhất định có thể nhận ra. Trình Quy lấy ra một binh phù hình bán nguyệt, không nghi ngờ minh thủ, nói: "Lỗ Công Công, so sánh một chút." Lỗ Công Công toàn thân run rẩy, "Bệ hạ, lại giao binh phù của Uy Vũ quân cho ngươi." Vinh hạnh được bệ hạ ưu ái. Trình Quy khẽ nâng mày, "Lỗ Công Công, mời" không biết lỗ công công nghĩ tới điều gì, sắc mặt trắng bệch. Tiền tướng quân bước ra khỏi hàng, hắn tiếp nhận binh phủ trong tay trình quy, nhìn về phía lỗ công công. Trong lòng lỗ công công rối loạn, cuối cùng đưa ra binh phủ trong tay. Minh thủ không ngờ tính vật này còn có thể chơi được trò mới, cũng lợi hại. Chỉ có của thế tử là thật. Tiền tướng quân nói, lỗ công công, cái này là giả. Lỗ công công, lỗ công công không tin, hắn muốn đích thân cầm xem, nhưng ngại thân phận của trình quy cuối cùng để tiền tướng quân cầm lỗ công công tự mình nhìn qua một lúc lâu lỗ công công cắn răng thẩm hận vậy thật đâu trình quy nhìn về phía minh thù người phía sau vỗ tay một cái đứng dậy đi về giữa sân lấy ra một tính vật hình bán nguyệt từ trong tay áo đây tiền tướng quân đón lấy nhìn kỹ một chút hai binh phủ hình bán nguyệt đúng lúc ghép thành một vòng tròn sao có thể liễu tâm duyệt rên rỉ một tiếng sao nàng có thể chuẩn bị trước còn làm giả một cái. tính vật là quan trọng, lại có bằng chứng ở bên cạnh thế tử trình quy, lỗ công công liếc nhìn uy vũ quân. Bệ hạ lại ra hai bản thánh chỉ. Thánh chỉ uy vũ quân mang đến, không thể nào là giả. Cho bên bệ hạ có ý gì? Sắc mặt lỗ công công cực kém, nếu thánh chỉ là do trình thế tử tuyên đọc, chuyện tiếp theo liền giao cho trình thế tử, cáo từ. Lỗ công công phất tay áo rời khỏi, ông ta vừa đi trong viện liền rộng rãi thoáng đãng. Minh thủ đi tới trước mặt liễu tâm duyệt, mím môi cười cha ngươi cũng chết rồi sau này phải làm sao đây đáy mắt liễu tâm duyệt nổi lên thù hận nàng ta nhào về phía minh thù liễu khinh ngươi hỗn sược liễu tâm duyệt bị người kéo ra nàng ta gào thét một tiếng rốt cuộc làm sao ngươi biết được vì sao nàng biết trước sẽ đánh cháo tín vật minh thù ghé sát nàng mỉm cười ngay từ đầu ta đã biết liễu tâm duyệt bất động tại chỗ ngay từ đầu nàng đã biết điều này chứng tỏ cái gì sao có thể như vậy nàng ta cho là mình đặc biệt nhưng vì sao kết quả lại như vậy, sao có thể như vậy? Không nên như vậy. Không đúng, cái này không đúng. Chu đại nhân âm thầm lau mồ hôi lạnh, mọi chuyện hôm nay, hắn cũng khó có khả năng lý giải. Trốn đi trước đã, Chu đại nhân cho người đưa thi thể của Liễu lão ra đi, thuận tiện đưa Liễu Tâm duyệt đi. Còn về người bị nghi ngờ, buồn cười, hiện tại đó là quận chúa, còn có cả Trình Quy và Uy Vũ quân, ai dám đưa nàng đi? Hạ quan cáo từ trước. Chu đại nhân cúi người chào rồi rời đi liễu tâm duyệt dường như bị đả kích không mở miệng nói chuyện nữa minh thủ nhìn bọn họ rời khỏi khinh khinh vẫn còn một bản thánh chỉ nữa trình quy đưa thêm một bản thánh chỉ ra tự nàng đọc hay là ta đọc cho nàng trực giác nói với minh thủ thứ viết trong thánh chỉ này không phải thứ tốt đẹp gì sự thật chứng minh trực giác của minh thủ không sai đó là thánh chỉ ban hôn trình quy kín đáo đưa thánh chỉ cho minh thủ ta đi ngày đêm không nghỉ cho người về kinh xin đấy kinh khinh khinh nếu nàng từ chối sẽ bị chém đầu. Hai bản thánh chỉ đều là trình quy xin, trong này có bao nhiêu gian khổ thì không biết, nhưng muốn chứng minh ai là con gái chân chính của Trấn quốc tướng quân, nhất định là không dễ. Minh thù cầm thánh chỉ trầm ngâm, một lát sau thở dài, kháng chỉ sẽ bị chặt đầu. trẫm vốn sống không được bao lâu, không muốn chết sớm như vậy. Chương 675, khinh nhược trình quy 22. Vụ án Liễu lão gia, mặc dù có người làm chứng chứng minh Minh Thù là người bị nghi ngờ nhất, nhưng xét thân phận hiện tại của minh thủ chu đại nhân không dám tùy tiện định tội cho người điều tra cẩn thận kết quả xác định được là một người hầu của liễu phủ đương nhiên hơn phân nửa là người hầu này gánh tội thay hung thủ thật sự chắc chắn không phải nàng ta chu đại nhân cũng không có ý định điều tra tiếp cứ kết án một cách qua loa như vậy liễu lão gia vừa chết lý thân tìm đến cửa lấy thân phận là vị hôn phu của liễu tâm duyệt muốn giúp đỡ liễu tâm duyệt thái độ vô cùng thành kính để tùy ý liễu tâm duyệt tức giận đánh chửi Việc này lọt vào mắt người trong thôn trở thành liễu tâm duyệt gây sự vô lý, không biết tốt xấu. Liễu tâm duyệt muốn đuổi người ra ngoài, nhưng lý thân lôi kéo mọi người, nói liễu phụ đã công nhận mình là, con rể không thể vì liễu phụ đã mất mà tử hôn. Liễu tâm duyệt tức giận vô cùng, nhưng không có cách gì với loại người vô lại như lý thân. Lý thân ngang nhiên vào liễu phụ, liễu tâm duyệt muốn lấy lý do liễu phụ vừa mất làm lý do hoãn hôn lễ lại. Lý thân sao có thể để nàng ta được như ý, liễu tâm duyệt đánh không lại lý thân đám người thân thích của lý thân cũng trói buộc nàng ta tuy cuối cùng không thành thân nhưng lý thân và người nhà của hắn đều vào liễu phủ liễu tâm duyệt muốn chạy trốn nhưng liễu phủ nhiều tài sản như vậy nếu nàng ta bỏ chạy không phải dễ cho lý thân rồi ư hơn nữa trên người nàng ta cũng không có bao nhiêu tiền sau khi chạy thoát có thể làm gì đại tiểu thư lý thân muốn tây viện nhà hoàn đứng bên cạnh liễu tâm duyệt lạnh run gần đây tâm tình liễu tâm duyệt bất ổn thường nổi giận đó là phòng của mẹ ta hắn cũng dám đòi tây viện là khu nhà tốt nhất ngoài khu nhà của liễu phụ bởi vì là nơi trước đây mẹ nàng ta ở vẫn không có người ở người của lý gia quá đáng lắm rồi nhà hoàn tức giận bất bình hoàn toàn xem liễu phủ là nhà của họ đại tiểu thư người nghĩ cách chút đi hiện tại người hầu của liễu phủ đều sợ đám người kia bọn họ sống ở liễu phủ cũng coi như khá tốt từ khi người của lý gia vào ở cuộc sống của người hầu cũng khó khăn sai khiến họ làm việc này việc nọ nếu là chủ nhân thì cũng thôi đây là việc họ nên làm nhưng họ lại không phải nếu không phải vì bọn họ đã ký khế ước bán thân bọn họ đều không muốn làm đại tiểu thư mẹ của lý thân muốn dọn vào tây viện chúng tôi không cản được hạ nhân vội chạy tới trên mặt vẫn còn một dấu bàn tay hiển nhiên là bị đánh lửa giận trong lòng liễu tâm duyệt càng mạnh dẫn theo người đến tây viện mẹ mẹ xem con đeo cái này đẹp không đẹp đẹp lắm con gái ta nếu trang điểm vào thì chắc chắn còn đẹp hơn cả liễu tâm duyệt kia mẹ mẹ xem thật tốt biết bao liễu phủ này thật là giàu có, đặt mua nhiều trang sức như vậy. Cái này thì có gì, về sau mấy thứ này đều là của con. Liễu tâm duyệt nghe đến đó, chỉ cảm thấy một luồng khí nóng rồn lên ngực, trên không ra trên, dưới không ra dưới, sao lại có người vô sỉ như vậy? Nàng ta bước vào phòng, ai cho các ngươi vào đây? Người trong phòng bị dọa giật mình, mẹ của Lý Thân hồi thần trước, ôi, con dâu, con lớn tiếng như vậy làm gì? Liễu phủ nhà con là nhà giàu có, sao không có quy củ như vậy? một kẻ vô lại lại nói quy củ với nàng ta ai cho phép các ngươi vào đây ra ngoài hết cho ta liễu tâm duyệt chỉ ra cửa mẹ của lý thân cười một cách quỷ quyệt ôi xem con nói kia liễu phủ này bây giờ là của con ta người làm mẹ là ta muốn vào đâu còn cần con đồng ý con trai bà liễu tâm duyệt nghiến răng nghiến lợi đây là liễu phủ đây là nhà ta con gả cho con trai ta thì là họ lý nơi này đương nhiên là của con trai ta đúng thế đúng thế tẩu tẩu tỷ đừng nhỏ mọn như vậy không phải chỉ là chút đồ trang sức thôi sao tỷ còn thiếu chỗ ít ỏi này cô nương bên cạnh mẹ của lý thân chêm vào người này không phải ai khác chính là cô nương lúc đầu trình quy gặp phải ta và hắn vẫn chưa kết hôn tuy chưa kết hôn nhưng các con thực sự là phu thê còn không phải người một nhà ư mẹ của lý thân trí khí hùng hồn liễu tâm duyệt tức đến mức toàn thân run lên nàng ta tiến lại lôi mẹ lý thân ra bên ngoài cút ra ngoài hết cho ta cút ra ngoài Ngươi dựa vào gì mà đánh mẹ ta? Ba nữ nhân vây lại đánh nhau, hạ nhân bọn họ không dám tiến lại, chố mắt nhìn nhau. Một mình Liễu Tâm Duyệt không đánh lại mẹ và muội muội của Lý Thần, bị đánh cho một trận, mãi đến khi Lý Thần nghe thấy động tĩnh mới qua tách ba người ra. Trong lòng Liễu Tâm Duyệt vỡ vụn, ngồi khóc dưới đất. Nàng ta không hiểu tại sao lại trở nên như vậy, lẽ ra không phải như vậy, Lý Thần vẫn rất thích người vợ Liễu Tâm Duyệt xinh đẹp như hoa này, nói mẹ và muội muội của Lý Thần mấy câu, nhưng cuối cùng Tây viện vẫn do hắn làm chủ cho mẹ của hắn. Khi nào thì nàng về kinh với ta? Trình Quy hỏi không dưới 100 lần rồi. Ta còn có việc chưa làm xong. Minh Thù lần nào cũng nói câu này. Chuyện gì, ta có thể giúp nàng? Giúp, để ngươi hỗ trợ giết phiếu đổi đồ ăn vặt của trẫm. Ngươi muốn về thì tự mình về, ta không về. Chỗ này tốt biết bao, không lo ăn uống. Bây giờ nàng là quận chúa, sao có thể không về được? Trình Quy mơ hồ, phủ trấn quốc tướng quân đã được sửa lại, chờ nàng trở về có thể vào ở, đồ ăn của kinh thành rất ngon, ngon hơn nhiều so với chỗ này. Không về thì lão tử thành thân với ai đây? Khỉ thật, nơi thâm sơn cùng cốc này thì có gì tốt? Minh thủ có chút dao động, nhưng vì giá trị thù hận nàng vẫn kiên quyết ở lại. Giá trị thù hận ở đâu thì chấm ở đấy, chính là chuyên nghiệp như vậy. Trình quy khuyên bảo không được, phiền não đi tới đi lui. Ôi chao, đừng lượn nữa, chóng hết cả mặt. Lượn qua lượn lại váng cả đầu. Trình Quy ngồi xuống đối diện với Minh Thủ, hắn rót cho mình một chén trà, vì sao nàng không hỏi chuyện của Trấn Quốc tướng quân? Từ khi chuyện xảy ra đến giờ, nàng chưa từng hỏi bất cứ chuyện gì về Trấn Quốc tướng quân. Đây là phản ứng của người bình thường sao? Đối với Minh Thủ mà nói, mấy việc nhỏ nhặt này nàng không cần thiết tốn dung lượng não vào việc này. Nhưng nàng lúc thấy Trình Quy rất muốn tìm chút dáng vẻ nói chuyện, phối hợp hỏi, Trấn Quốc tướng quân đã xảy ra chuyện gì? Trình Quy cảm thấy cuối cùng mình cũng có đất dụng võ, hắn hắng giọng một cái, bắt đầu nói lia lịa. Phụ thân nàng là Trấn Quốc tướng quân, năm xưa trấn thủ ở biên quan, kết bạn với một vị tiểu quận chúa của địch quốc, nảy sinh tình cảm. Phụ thân nàng chiến công hiển hách, không ít người coi như cái đinh trong mắt, có người, vụ oan Trấn Quốc tướng quân thông đồng với địch phản quốc, trực tiếp chuyển chứng cứ đến trước mặt bệ hạ. Trấn Quốc tướng quân bị kết tội, chém đầu cả nhà. Lúc đó mẹ nàng đang mang thai nàng sắp sinh, được trấn quốc tướng quân đưa đi nhưng sau khi sinh hạ nàng mẹ nàng liền ôm nàng ở lại dẫn người về kinh cứu trấn quốc tướng quân đáng tiếc trình quy uống một hớp trà cuối cùng đều chết cả mà nàng cũng không rõ tung tích không lâu sau có cựu thần lật lại bản án của trấn quốc tướng quân chân tướng vụ việc năm đó được làm rõ bệ hạ truy phong trấn quốc tướng quân trùng tu lăng mộ mà nàng là cốt nhục duy nhất của trấn quốc tướng quân sau cùng Trình Quy hỏi, biết vì sao Lỗ Công Công không muốn để nàng về kinh không? Binh phù. Ừ. Trình Quy gật đầu. Năm đó chỉ tìm thấy nửa khối binh phù trên người Trấn Quốc tướng quân, nửa còn lại không rõ tung tích. Đoán có lẽ là mẹ nàng để nó trên người nàng. Đợi một ngày chân tướng rõ ràng, có thể chứng minh thân phận của nàng. Uy Vũ quân là đội thần binh do Trấn Quốc tướng quân lập nên khi còn sống, cho dù chỉ có một nửa binh phù cũng vô cùng mê người. Chương 676, Khinh Nhược Trình Quy 23 cho nên nói, ta về kinh cũng không thấy được những ngày tháng tốt đẹp. Minh thù tổng kết, thế cục triều đình thay đổi trong nháy mắt, lần này nàng đi là chân phương mộc mạc, ung dung khoái trá, sao phải luẩn quẩn vào vòng xoáy mưu quyền. Chấm cũng không phải kẻ ngốc, mô tuyết đơn giản mà cứ phải tìm đến mô tuyết chắc trở. Minh thù đột nhiên ghé sát trình quy, nụ cười nàng sáng lạ, người muốn cưới ta, chỉ có một lựa chọn, ở lại. Kinh thành là nơi vinh hoa phú quý, quyền thế ngập trời, ngửa tay một cái là mây, úp tay một cái lại là mưa. Ở đây chỉ có hành hệ trộn với đậu phụ. Nếu là người thì chẳng ai chọn ở lại. Ta ở lại nàng sẽ gả cho ta đúng không? Trình quy không chút lưỡng lự nào. Vinh hoa phú quý đều là nhất thời. Chỉ có người trước mặt mới là thứ hắn cần. Ừ. Tốt. Trình quy gọi A Lục đến ngay trước mặt Minh Thù. Ngươi về kinh một chuyến. Cho người đưa xính lễ đến. Còn về việc khai báo với trình gia như thế nào? Trình quy sẽ không nói trước mặt Minh Thù. Trình gia chỉ có mình ngươi là con trai bọn họ nỡ sao? Vợ quan trọng hơn. Chính Quy nói, mình thủ tặc lưỡi, nếu ta có một đứa con trai như ngươi, nhất định sẽ đánh chết ngươi. Đuôi mày Trình Quy khẽ trao, may thay, ta là chồng của nàng. Vẫn chưa kết hôn đấy, Trình Công Tử chú ý hình tượng, đừng gọi bậy. Chuyện sớm muộn thôi. Trình Quy cười nhẹ, hơn nữa, trước đây ở Liễu Phủ, có không ít người đều biết nàng đã qua đêm cùng ta. Minh Thủ bình tĩnh lại, hiện giờ ta thân là quận chúa, nuôi một gã trai thì có sao? phải phải phải, quận chúa đại nhân, nuôi một gã trai là rất bình thường. Trình quy phụ họa, hắn cúi người nhìn minh thủ, đáy mắt phát ra tia lạnh, nhưng quận chúa đại nhân, nếu nàng dám nuôi kẻ khác thì đừng có trách ta. Ha ha, trình quy, cười cái gì? Có gì đáng cười? Lão tử đang nói nghiêm túc, đào cũng chuẩn bị xong rồi. Nàng đi đâu vậy? Ta nói nàng biết, nàng đừng có rảnh rỗi quá lại chạy về phía tần gia, tần gia có gì tốt? Trình quy đuổi theo minh thủ đi ra ngoài minh thủ hiện giờ không ở liễu phủ mà ở trong trấn cho nên thời điểm đến tần ra thì đã qua bữa trưa vài đứa trẻ ngồi trồm hồm ở cửa như trái cà tím bị phơi xương ngồi đây chờ cái gì sao minh thủ cao ngạo cúi xuống nhìn bọn chúng cô bé lớn tuổi hơn một chút ngừng đầu lên sau đó ánh mắt sáng ngời tỉ 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 đến rồi tỉ ngươi đâu không biết tỉ tỉ đã ba ngày không về rồi cha và mẹ đều ra ngoài tìm cha mẹ bảo chúng ta không được chạy linh tinh. đầu bếp mất tích rồi chấm ăn cái gì các ngươi ăn cơm chưa? Mấy củ cải nhỏ đồng loạt lắc đầu, đáng thương nhìn Minh Thù. Minh Thù phụ họa, ta cũng chưa ăn. Chuyên môn tìm đến nhà đầu bếp để ăn cơm. Củ cải nhỏ. Minh Thù và bọn chúng mắt lớn chừng mắt nhỏ một hồi. Cuối cùng dẫn mấy củ cải nhỏ đi vào. A lục về kinh rồi nhưng A hoan vẫn ở đây, làm chút cơm không thành vấn đề chứ nhỉ. Trình Quy đứng trong sân không chịu ngồi, dù sao đồ đạc của tần gia nhìn không phù hợp với thân phận công tử quần áo lụa là, như hắn, mãi đến khi thị vệ phía sau đưa cho trình quy cái ghế hắn mới uyển chuyển ngồi xuống cơm nước xong đúng lúc tần mẫu và tần phụ trở về thấy nhiều người ở trong sân như vậy còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì thấy minh thù bị mấy củ cải nhỏ vây quanh mới thở phào nhưng hơi thở chưa buông ra hết đã hít vào lại bây giờ minh thù cũng không phải là nhị tiểu thư của liễu gia là quận chúa chức quan lớn nhất đời này bọn họ gặp chính là quan huyện nào đã thấy được quận chúa huống chi trong nhà này còn có một công tử ngồi đó nghe nói là thế tử trong kinh thành tần mẫu tần phụ nhanh chóng kéo mấy đứa trẻ ra quận quận chúa người sao người lại tới đây tìm tần linh minh thủ tùy ý nói nàng ấy đi đâu vậy nói đến con mình biểu cảm của tần mẫu tần phụ tối sầm lại hôm trước nó nói muốn lên núi hái thuốc ngày hôm qua không về chúng tôi cũng không để ý đôi khi nó cũng ở lại trên núi một đêm nhưng hôm nay vẫn chưa về việc này trước nay chưa từng xảy ra tìm hết chưa Tìm rồi, lên núi tìm, mấy nơi thường đi đều không tìm thấy người. Trong thôn cũng không ai nhìn thấy, nếu ở trên núi gặp phải chuyện nguy hiểm gì. Tần mẫu khóc hu hu. Hài hòa hiệu ngươi nói xem, có phải đầu bếp của ta bị nam chính lừa chạy rồi không? Ký chủ biết thì được rồi, cần gì nói ra cho mình ngột ngạt. Ký chủ rất coi trọng đầu bếp đó, biết bị lừa chạy rồi còn không tức chết sao. trẫm biết ngay mà. Nam chính chính là muốn chia rẽ trẫm và đầu bếp. Quá âm hiểm rồi. Tần Linh mất tích hơn 10 ngày, có điều lúc trở lại lành lặn đầy đủ, không thiếu tay thiếu chân gì cả. Nhưng sau khi Tần Linh trở về, rõ ràng trong lòng có chút không yên. Nàng đã bán hết thảo dược, mới vừa ra khỏi nhà đã bị người chặn lại, "Tần Linh, Liễu cô nương." Tần Linh hoàn hồn, thấy mình đứng ở giữa đường, vội vàng xin lỗi, "Xin lỗi, chắn đường cô rồi." "Ta nghe nói ngươi dự định mở một cửa hàng trong trấn." Liễu Tâm Duyệt không đi vào mà hỏi ngược lại, "Hả?" chuyện này không nhiều người biết lắm nàng mới bàn bạc tiền thuê với ông chủ xong sao nàng ta lại biết được đúng vậy có vấn đề gì sao hỏi chút thôi liễu tâm duyệt lách người tiến vào cửa hàng tần linh không hiểu gì cả liễu tâm duyệt này gần đây càng ngày càng kỳ lạ tần linh tần linh ngẩng đầu nhìn về phía lầu bên cạnh nàng nhanh chóng vỗ vỗ khuôn mặt đi về phía kia khinh khinh gần đây không yên lòng yêu đương rồi ở bên ngoài có người yêu rồi minh thủ rót cho nàng cốc nước Tần Linh đang uống nước, nghe vậy phun toàn bộ nước ra ngoài, sắc mặt đỏ bừng lên. "Khinh khinh, cô nói bậy gì thế? Ta nói bậy mà cô phản ứng lớn như vậy? Không có chuyện đó." Tần Linh cúi đầu xuống, nói lảng sang chuyện khác, "Gần đây cô và Trình công tử thế nào rồi?" "Có thể thế nào, thánh chỉ cũng ban rồi." Minh Thủ nói rất tùy ý, có thể thấy rõ ràng trong đó chứa đầy ý cười. "Trình công tử đối với cô cũng rất tốt, trước đây còn cố ý tìm ta để tìm hiểu cô." có lẽ tần linh phát hiện mình nói lỡ, nhanh chóng nói lảng. Hắn không giống những công tử kinh thành kia, khinh khinh và hắn rất xứng đôi. Tìm hiểu ta cái gì? Tần linh giấu nụ cười, nói, không có gì. Cô bị hắn mua chuộc. Tần linh xua tay lắc đầu, không có, không có. Ánh mắt minh thủ bình tĩnh nhìn nàng ta, tần linh không nói được. Mỗi lần bị nàng nhìn như vậy luôn có một loại cảm giác áp lực. Còn nhớ hội đèn lồng hôm đó không? Tần Linh đành phải nói, trước hội đèn lồng một ngày, hơn nửa đêm, hắn chạy tới gõ cửa chính nhà ta, nhất định bảo ta nói cho hắn biết, cô thích gì, ta không nói hắn liền đứng ngoài cửa chính nhà ta. Cho nên, cho nên cô bán đứng ta. Thì ra tiểu yêu tinh đột nhiên có bí kíp là có phản đồ. Tần Linh nhức đầu, ta thấy Trình công tử là thật lòng đối tốt với cô, nếu không hắn muốn lấy lòng cô hoàn toàn có thể cho người đến hỏi ta, cần gì phải đứng ngoài cửa. Chính nhà ta lâu như vậy. Chương 677, khinh nhược Trình Quy, 24. Phải gọi hắn là là kẻ bất lương minh thủ diễu cợt. Phụt, khinh khinh ta phát hiện cô rất kỳ lạ đó nha. Tần Linh phồng môi khẽ cười. Dường như mỗi lần cô nhắc tới trình công tử thì giống như rất bực tức, nhưng biểu hiện ra ngoài lại hoàn toàn khác. Sự kỳ lạ này không hề bình thường một chút nào. Không có. Minh thủ phủ nhận. Ta chưa nói cô kỳ lạ cái gì mà cô đã phủ nhận. Khinh khinh. Ăn đồ của cô đi. Ha ha. Tần Linh nói với Minh Thù về chuyện nàng ta muốn mở tiệm. Minh Thù hỏi nàng mở tiệm gì, thì nàng nói muốn mở tiệm son trước khi nàng xuyên không về đây thì nàng chuyên về làm mỹ phẩm cho nên nàng nghĩ ngay đến ý tưởng này cô mở từ lâu thì tốt hơn minh thủ phủ quyết đề nghị mở tiệm son son chỉ dành cho nữ nhân nhưng từ lâu thì dành cho tất cả mọi người đợi sau khi nổi tiếng thì có thể mở khắp mọi nơi khinh khinh cô muốn thuận tiện cho chính mình sao tần linh rất không khách khi nói minh thủ nghiêm túc nói vì đồ ăn mà sống qua ngày tần linh che môi cười mỗi lần nàng nói những lời vô lý một cách nghiêm túc cực kỳ dễ thương Trước khi mở tử lâu phải đầu tư rất nhiều ngân lượng, lấy đâu ra nhiều ngân lượng như vậy? Tần Linh thở dài, hơn nữa nghề của ta đâu phải là tử lâu. Còn mở khắp nơi, nàng không phải phá sản là tốt rồi. Ta có tiền. Minh thủ cười, hoàng đế thưởng cho ta không ít đồ. Cô muốn mở thì ta sẽ bỏ tiền, khi nào cô kiếm được tiền rồi thì trả ta. Minh thủ không có nói thẳng là cho, bởi vì lòng tự trọng của nữ chính rất cao. Tần Linh nghe nói sau này phải trả, quả nhiên không phản ứng gì lắm ngược lại hỏi vấn đề bản thân đã sớm muốn hỏi khinh khinh cô không trở lại kinh thành sao kinh thành không có cô ta đi làm cái gì tần linh mặc dù đối diện là một cô gái nhưng tại sao khi nghe những lời này nàng cảm thấy mặt nóng hừng hực vậy nàng đây là bị một nữ nhân trêu chọc sao không được ăn cơm do cô làm thì đời này sống còn ý nghĩa gì nữa minh thủ tiếp tục nói chưa cảm động được một giây nữa nàng phải cảm ơn tài nấu nướng của mình sao nhưng tài nấu nướng của ta không tốt lắm mà. Tin tưởng ta, nếu tài nấu nướng của ngươi không thể thì trên thế giới này không ai có thể nữa. Nữ chính này mà tùy tiện kiếm một người thì ngay cả hoàng tử công chúa cũng có thể được. Tần Linh rất nghi ngờ Minh Thủ đang gạt chính mình, nàng ta tự ăn đồ ăn của mình cũng không cảm thấy ngon lắm. Cứ quyết định như vậy đi. Minh Thủ kết thúc. Này, ta, ta còn chưa đồng ý mà. Một lát nữa ta đi xem nơi nào tương đối thích hợp thì thuê cho cô. Tần Linh chóng mặt theo Minh Thủ xuống lầu, Trình Quy đang chờ bọn họ ở trước cửa tiệm. Mặt trời chiều ngả về tây, ánh nắng chiều rực rỡ, Trình Quy trông như thần tiên cả người sáng chói, đứng tại đó thì dường như cả con đường cũng trở nên khác hẳn. Thế nhưng tâm tình của Trình Quy có vẻ không tốt lắm, Minh Thủ vừa ra tới thì hắn lập tức bước qua, đưa một cái khăn tay cho nàng, sau đó lập tức chìa tay ra, nhanh lau tay cho ta, thật ghê tởm. Minh Thủ thấy trên tay hắn khá sạch sẽ, nhưng bàn tay hơi đỏ, lại nổi điên cái gì? A Hỉ thay mặt Trình Quy trả lời, vừa rồi công tử gặp phải một cô nương, cô nương này ngả nhào về phía công tử, công tử không may nên đụng phải, công tử đã lau tay suốt đoạn đường, khinh khinh cô nương hãy lau cho công tử đi nếu không công tử lau tới chảy ra đó. Bàn tay cũng không ít thịt nha. Minh Thù cầm khăn, lau lau bàn tay của hắn rồi hỏi, người nào sợ? Trình Quy nhíu mày, không biết. A Hỉ đáp, là muội muội nhà Lý thân, dường như tên gì Lý Hoa. Lá gan cũng thật lớn lớn, hôn lễ của công tử và khinh khinh cô nương sắp tới thật không biết xấu hổ trình quy liếc a hỉ mắt a hỉ nhất thời im bặt minh thủ biết trình quy không phải là người tốt gì cũng không thèm để ý hắn làm cái gì nhưng muội muội nhà lý thân minh thủ nắm tay trình quy tỉ mỉ xoa xoa các ngươi tiễn tần linh trở về đi vâng a hỉ để cho tần linh lên xe ngựa đích thân tiễn tần linh trở về thôn vân lý xoa một chút nữa đi trình quy không tha thứ nói sạch rồi chưa đâu Minh thủ hôn tay hắn một cái, được chưa? Vợ, hôn ta một cái nữa đi, cút. Có người sờ ta. À, không đưa tiền, lần sau để ta bắt gặp ta sẽ lấy tiền, không thể cho sờ miễn phí được. Lão tử bị người ta sờ soạn đó. Nàng không ghen sao? Gần đây Lý Hoa ở liễu phủ tác quay tác quái, ăn mặc đều phải là loại tốt. Lý Thân cũng lấy không ít đồ của liễu tâm duyệt đưa cho Lý Hoa. Nhưng từ nhỏ nàng đã không phải là tiểu thư khuê cát, nên dù có ăn mặc tơ lụa, Mang đồ trang sức thì tác phong cũng là của những cô gái thôn quê. "Mẹ, cái này ngon nè." "Ngon thì ăn nhiều một chút, không ai dành với con, từ từ mà ăn." Mẹ Lý Thân không ngừng gắp thức ăn cho Lý Hoa. Liễu Tâm Duyệt nhìn Lý Hoa như vậy, nàng ăn không vô. "Ăn không có nề nếp gì cả." Liễu Tâm Duyệt đùng một cái buông đũa xuống. "Nói chuyện kiểu gì vậy? Mẹ Lý Thân tức giận, con ghét bỏ muội muội hay là thế nào?" "Lý Thân, con xem vợ con, nghĩ đến sắp phải cãi nhau." Liễu Tâm Duyệt phiền lòng đứng dậy trực tiếp bước ra khỏi nhà ăn. Nàng ta không ăn chúng ta ăn." Mẹ Lý Thân tức giận nói, "Phải dạy dỗ vợ con đàng hoàng, đến bây giờ mà còn nghĩ rằng là tiểu thư à." Lý Thân không hề hé răng. Mẹ Lý Thân vừa mắng vừa ăn cơm. Đợi Lý Thân đi rồi, Lý Hoa lôi kéo tay mẹ Lý Thân nũng nịu, "Mẹ, ngày hôm nay con lại gặp vị công tử kia rồi, rất đẹp trai, con còn sờ tay anh ta." "Người con nói là ai vậy?" Mẹ Lý Thân không biết Lý Hoa nói là ai công tử nhà nào mà có thể làm con mê mẩn như vậy nói cho ta nghe xem lý hoa tươi cười nói hắn ở tại ngôi nhà màu trắng trên trấn nhà trắng mẹ lý thân suy nghĩ một chút có phải nhà trắng phía đông trấn phải không đúng rồi lý hoa gật đầu chính là chỗ đó mẹ lý thân nói thầm một tiếng chẳng lẽ là công tử bạch gia mẹ lý thân cam đoan bạch gia vài năm nay đã suy tàn rồi hiện nay chúng ta là người liễu gia chắc chắn bọn họ không dám từ chối yên tâm mẹ sẽ tìm bà mai cho con cảm ơn mẹ được rồi được rồi nhìn con này mau về tắm rửa đi lý hoa chẳng những mê trai mà còn có chút ngu xuẩn nếu không sẽ không nhớ rõ trước đây trình quy theo chân quan huyện tới lời đồn của hắn ở trấn trên cũng không ít nhưng lý hoa không hề quan tâm nàng ta chỉ biết trình quy rất đẹp trai lý hoa vui sướng trở lại gian phòng của mình dường như nàng đang suy nghĩ đến cảnh mình và vị công tử kia bái đường sau đó trời ơi thật là xấu hổ Lý Hoa thẹn thùng. Xấu hổ cái gì? Giọng nói thanh thúy từ phía sau vang lên. Lý Hoa phản ứng chậm nửa nhịp, mấy giây sau mới hét lớn một tiếng, ai vậy? Bên cửa sổ có một bóng người, bóng của nàng ta chiếu trên mặt đất, nhìn trông giống như một cây tre. Gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, âm u quái dị. Lý Hoa nghe giọng nói kia hỏi, tay nào của ngươi đã sờ vào hắn? Chương 678, khinh nhược trình quy 25. Không có đạo lý gì cả. Con gái đáng thương của ta, hu hu mọi người mau xem này minh thù mới sáng sớm đã bị tiếng khóc than ồn ào đánh thức nàng đứng dậy đi ra ngoài tiện tay nhận bánh bao từ a hỉ chậm rãi bước ra ngoài phủ trình quy đứng ở trên bậc thang thị vệ xếp thành một hàng đứng chặn ở trước cửa mà ở trước cửa đại môn mẹ lý thân dẫn theo lý hoa gào vang động trời trên đường đã có mọi người vây quanh chỉ trỏ về phía mẹ lý thân và lý hoa sắc mặt lý hoa tái nhợt nằm trên băng ca cánh tay bị băng vải cố định, nhìn qua có vẻ đã bị gãy. Minh thủ nheo mắt, bước mấy bước đi ra cửa chính đứng ở bên cạnh Trình Quy. Trình Quy thấy nàng đi ra, ầm ý đến nàng sao. Minh thủ cắn một miếng bánh bao, hàm hồ hỏi một tiếng, mới sáng sớm mà làm gì vậy? Mẹ, chính là nàng ta, là nàng ta. Giọng nói Lý Hoa vô cùng thê lương, chính nàng ta đã làm gãy cánh tay con, mẹ, con đau quá. Được rồi, đừng tưởng rằng ngươi là quận chúa ta sẽ sợ ngươi, ngươi khiến con gái ta trở thành thế này, phải cho ta lời giải thích nếu không ta không để yên cho ngươi trình quy hơi kinh ngạc hắn cho rằng hai người kia vô cớ tới gây sự tại sao lại dính líu tới nàng vậy một lát sau thì khuôn mặt hắn tràn đầy sự vui vẻ nàng sẽ không vô duyên vô cớ nhằm vào người khác nhất định là xả giận cho hắn còn nói không thích lão tử ăn ở hai lòng minh thủ chậm rãi ăn bánh bao một lát mới nói chưa xong nữa sao định cáo trạng ta à mẹ lý thân ngồi trên mặt đất bắt đầu gào thét, trời ơi, mọi người xem kìa, nàng ta đã khiến tay con gái ta thành như thế, còn ý thế hiếp người, ta sống thế nào đây? Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Chuyện này là sao? Hình như nàng ta chặt đứt tay con gái nhà người ta. Trời, bây giờ nàng ta là quận chúa. Quận chúa thì sao, thiên tử phạm pháp cũng trị như dân thường, nàng là quận chúa thì có thể đánh người sao? Trước kia là nhị cô nương liễu gia, hiện tại đột nhiên trở thành quận chúa, không hiểu chuyện này là sao? Quận chúa, Nghe thấy mọi người bàn tán xôn xao nên mẹ Lý Thân được nước làm tới, "Quận chúa đánh chết người rồi, mau đến xem." Đối mặt với sự kêu rên của mẹ Lý Thân, Minh thủ mặt không đổi sắc mỉm cười, "Dù các ngươi đi tố cáo thì có thể làm gì ta, ta lại không đánh chết nàng, hoàng đế có thể giết ta sao?" Mẹ Lý Thân gào thét, "Mọi người nghe xem, sao có thể nói chuyện như vậy, ăn hiếp bách tính như vậy, còn có vương pháp nữa hay không?" Minh thủ đi xuống bậc thang, thị vệ lập tức tránh ra một bên, nàng khom lưng đối diện mẹ Lý Thân mặt cô gái tươi cười như hoa đáy mắt hiện lên sự ôn hòa áng sáng bốn phía đều trở nên hiền hòa ôm chọn lấy nàng ai bảo nàng ta đụng người không nên đụng minh thù đẻ rất thấp giọng nói của mình nhưng lại tràn đầy ý cười đáng đời đụng người không nên đụng mẹ lý thân theo bản năng nhìn về phía bậc thang dường như đang nhìn một nam nhân ngươi thật độc ác mẹ lý thân lấy lại tinh thần nâng tay muốn đánh minh thù tại sao ngươi lại ác như vậy sau này con gái ta phải làm thế nào Mặc kệ như thế nào, con gái ta không thể dễ dàng chịu tội như vậy." Minh thủ nhẹ nhàng bước về phía sau thị vệ. Dường như hai cánh tay Lý Hoa đều đã gãy rồi, nhưng Minh thủ nhớ được bản thân mình không ra tay nghiêm trọng như vậy, cho nên chuyện này. Chợt, nàng liếc thấy Liễu Tâm Duyệt trong đám người. Cơ thể Liễu Tâm Duyệt lắc lư một cái, trốn ở trong đám người. "Không có Vương Pháp, ta không sống. Nổi nữa, ta không sống nổi nữa, quận chúa không có lý do đánh người." Những lời mẹ Lý thân gào vẫn như vậy, không có gì mới cả. Muốn ta chuẩn bị lụa trắng hay độc dược cho ngươi?" Minh thủ nhẹ nhàng hỏi, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, đảm bảo ngươi không hề đau khổ một chút nào. Mẹ Lý thân như bị người khác bóp chặt yết hầu, một chữ cũng không nói ra được. Phản ứng này của nàng, sao không hề giống như ta nghĩ. Ngươi cũng biết ta là quận chúa." Minh thủ tiếp tục nói, dạy dỗ một người cần gì lý do sao? Ta nhìn nàng ta không vừa mắt nên đánh, không được sao? Khuyên mọi người về sau nên nhìn ta cho rõ nếu có một ngày các ngươi không vừa mắt ta thì sao ai bảo nàng ta tự tìm đường chết đi đụng tiểu yêu tinh của nàng đổi thành trước đây bỗng nhiên minh thù cười tươi tắn hình như nghĩ đến chuyện vui vẻ gì đó nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện đáy mắt tràn đầy khí lạnh bị ý cười che đậy nhưng lập tức biến mất như chưa từng tồn tại mọi người vây xem bị mấy câu cuối cùng của minh thù dọa nhao nhao lui lại mấy bước chu đại nhân lúc chạy tới hỏi đã xảy ra chuyện gì kêu người dẫn mẹ con lý hoa đi trước nhưng mẹ Lý Thân ngồi lì trên đất không chịu đi. Chu đại nhân không còn cách gì đành hỏi mẹ Lý Thân muốn thế nào. Để hắn cưới tiểu hoa nhà chúng tôi. Mẹ Lý Thân chỉ vào trình quy nói không biết ngượng. Chu đại nhân sợ đến suýt chút nữa quỳ xuống. Người này điên rồi sao? Biết vị kia là ai không? Công tử trình ra. Ta đây thấy hắn cũng phải nhường hắn. Mọi người xung quanh bắt đầu yên tĩnh. Chuyện này có gì đó không đúng nhỉ? Coi như là quận chúa đánh người. Cũng không nên để người bên cạnh cưới con gái bà ta ta nghe nói vị trình công tử này có hôn ước với quận chúa do bệ hạ ban thật hay giả vậy ta có người thân là người hầu của liễu phủ lúc đó chính tay người đó nghe hơn nữa bọn họ gần gũi như vậy nếu là không có hôn ước thì làm sao có thể như vậy được vậy ngươi nói xem tại sao nàng ta không trở lại kinh thành khó khăn lắm mới có được vinh hoa phú quý nhưng vẫn ở đây điều này ai biết trước đây trấn trên điều truyền tin rằng rằng vị quận chúa bị thất lạc này sẽ trở về kinh thành hưởng phúc, không hiểu sao lâu như vậy mà chưa hề nghe tin nàng quay về kinh. Bầu không khí có chút quái dị, tất cả mọi người không dám nói chuyện lớn tiếng. Sao bà không nói muốn nàng ta trở thành hoàng hậu luôn đi? Minh thủ phá vỡ bầu không khí quái dị này, đang nói chuyện thì chợt chuyển đề tài. Trình công tử, ngươi đồng ý không? Khinh khinh, kháng chỉ sẽ mất đầu. Trình quy nói, trừ nàng ra, ta sẽ không cưới bất cứ ai. Tai họa bất ngờ, chu đại nhân dẫn bọn họ đi trình quy không muốn nhìn thấy hai người bọn họ dặn dò chu đại nhân chuyện này giao cho ngươi xử lý xử lý không tốt thì đứng đến tìm ta mồ hôi lạnh của chu đại nhân liên tục chảy được được nhất định hạ quan sẽ sự ổn thỏa đừng tức giận chúng ta đi vào trình quy ôm vai minh thù dẫn nàng đi vào trong phủ các ngươi muốn làm gì giết người sao buông buông các ngươi không thể làm như vậy được các ngươi phải chịu trách nhiệm con gái đáng thương của ta Giọng nói phía sau càng ngày càng yếu, mãi đến khi hoàn toàn không nghe được. "Khinh khinh, tại sao nàng đi đánh người?" Trình Quy chợt mở miệng, nhìn nàng ta thấy khó chịu, "Có phải vì nàng ta sờ tay ta đúng không?" Trình Quy hỏi, "Nàng quan tâm ta đúng không?" Minh Thủ quay đầu ra trả lời, "Không đời nào." Thật ra cũng không đụng chúng, chỉ sờ một cái, "Nàng đừng giận." Trình Quy tựa như không nghe được lời nói của Minh Thủ, "Sau này ta sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, không cho ai đụng vào ta." Minh Thủ ai giận, não của tiểu yêu tinh ngươi chứa cái gì vậy? Chương 679, khinh nhược trình quy 26. Lúc mẹ Lý Thân và Lý Hoa quay về đã là buổi tối. Liễu Tâm Duyệt ngồi ở sảnh chính uống trà, mẹ Lý Thân thấy nàng như vậy, vô cùng tức giận, thấy tiểu hoa như vậy cũng không biết giúp đỡ gì, ngươi chết rồi à? Liễu Tâm Duyệt đặt chén trà xuống, ánh mắt quét về phía mẹ Lý Thân. Mẹ Lý Thân cảm thấy Liễu Tâm Duyệt có chút quái lạ, nhưng nghĩ rằng hiện giờ Liễu gia là của con trai bà khí thế hùng hồn nói nhìn cái gì còn không qua đây giúp ta con trai ngươi vừa rồi đưa một nữ nhân về liễu tâm duyệt lạnh lùng nói một câu hiện giờ đang ở trong phòng vui vẻ đưa nữ nhân về thì sao mẹ lý thân vốn đã nổi giận trong bụng lúc này càng lộ vẻ tranh chua nam nhân người nào không phải ba vợ bốn nàng thiếp đừng nghĩ rằng ta không biết dạo này ngươi không cho con ta vào phòng con ta đưa nữ nhân về thì sao liễu tâm duyệt không nói nữa đứng dậy rời khỏi sảnh chính lý hoa chỉ bị gãy cánh tay nhưng vậy sao có thể đủ nàng ta sẽ cho đám người kia biết tiền của liễu ra không dễ dàng ăn như vậy còn liễu khinh một người cũng sẽ không buông qua minh thủ thân là quận chúa lại ý thế hiếp người nên lời đồn này được lan truyền khắp trấn minh thủ cũng không để ý ngồi yên nghe tin đồn này nàng ngang ngược đoạt lấy một một tửu lâu của một tên gian thương tần linh không ngờ minh thủ không nói đùa nàng bị rơi vào tình huống không trâu bắt chó đi cày may mà minh thủ không xuất hiện ở tử lưu dường như nàng biết danh tiếng nàng không tốt, không muốn ảnh hưởng đến tử lâu. Tần Linh cũng không hiểu minh thủ đang làm gì. Tửu lâu này trước kia cũng là một tử lâu, đồ cần đặt mua không nhiều lắm, nhưng Tần Linh nghĩ cũng đã rơi vào tình trạng không trâu bắt chó đi cày rồi, đã làm thì phải làm thật tốt. Vì vậy nàng mượn tiền sửa sang lại tửu lâu này. Kết hợp phong cách hiện đại và cổ đại, không cứng nhắc như trước đây, khiến người ta vừa tiến vào chính là hai mắt lóa sáng. Tất cả được sửa sang xong xuôi, nhưng lại gặp phải một vấn đề khó khăn nàng không biết hỏi ai, nên chỉ có thể tìm minh thủ bàn bạc. Kinh khinh khinh, ngươi nghĩ chúng ta kinh doanh thế nào thì tốt. Không biết. Hỏi lầm người rồi, nàng chỉ biết cái nào có thể ăn, cái nào không thể ăn. Sống với người như vậy thật tội nghiệp trình công tử. Kỳ lạ thật, trình công tử đi đâu rồi? Đến lâu như vậy cũng chưa thấy trình quy, tần linh hơi kinh ngạc. Trước kia mỗi lần tới không quá nửa nén hương thì trình quy sẽ xuất hiện, dường như sợ nàng sẽ bắt minh thủ đi mất. Không biết, Minh thủ không có tinh thần, ngồi ở ghế trên ngáp, nhìn qua giống như một con mèo nhỏ lười biếng. Tần Linh nổi giận, từ lâu này lớn như vậy, một mình ta làm sẽ không xuể, nhưng phòng bếp cũng không thể. Nàng nghĩ thầm, việc này nói thì rất đơn giản, làm rồi mới biết phiền phức cỡ nào, nàng cũng không mong Minh thủ có thể cho nàng ý kiến, chỉ cần nghe nàng nói là được rồi. Không làm nổi thì bớt khách lại. Minh thủ đột nhiên lên tiếng, cô đừng nhìn cao nhìn thấp gì cả, muốn ăn đồ ăn cô nấu thì phải xếp hàng hẹn trước mấy ngày, giọng nói nàng mềm mại, nhưng lời nói ra thì Tần Linh không biết nên khóc hay nên cười. Vậy sẽ có người tới sao? Nàng lại không phải đầu bếp nổi danh gì, còn giảm bớt khách, giảm bớt thì khỏi mở từ lâu này làm gì nữa. Vì sao không có? Minh Thủ nói, đồ ăn cô làm rất ngon. Nàng dừng một chút, đồ ăn ta làm không được khen ngon nhiều lắm. Đa số đồ ăn ở đây thì có thể ăn, có thể lấp đầy. Bụng nhưng không hề ngon. Tuy là nàng cần đồ ăn để no bụng, nhưng cũng thích đồ ăn ngon, như vậy thì tâm trạng mới vui vẻ được có thể khiến cho nàng vui thì sao không thích được chứ giống như minh thù đột nhiên ngồi dậy dọa tần linh giật mình khinh khinh sao vậy làm theo lời ta ta sẽ không hại cô tự tin một chút đồ ăn cô làm rất ngon minh thù nói hơi nhanh chút nữa để a hỉ tiễn cô về ta đi ra ngoài trước tần linh thấy minh thù rời khỏi nhanh như cháy nhà đến nơi cảm thấy vô cùng kỳ quái đây là sao minh thù đi ra khỏi trấn thấy bên đường chân trời bên kia có một đội ngũ như ngọn lửa đang thiêu đốt Tiếng vó ngựa tiến gần. Trình Quy gìm ngựa lại nghỉ chân, xoay người xuống từ từ chạy tới trước mặt Minh Thù, "Khinh khinh, sao nàng lại tới đây?" Minh Thù đột nhiên vươn tay, giang hai cánh tay. Trình Quy mơ màng, "Đây là ý gì?" Tay hắn để trên không trung, cuối cùng bị Minh Thù ôm chặt lấy, "Sao vậy? Mới một thời gian đã nhớ ta rồi sao?" "Không có gì cả, chỉ là đột nhiên muốn ôm hắn một cái. Có một số thứ nàng vẫn phải là đối mặt. Dù biết rõ hắn không tốt, ta nghĩ ngươi mang đồ ăn ngon cho ta." Minh Thủ nói. Trình Quy cọ cọ mặt Minh Thủ, ta ăn rất ngon, khinh khinh có muốn thử một chút hay không? Chiên dầu. Khinh khinh, ta chết thì nàng phải thủ tiết đó. Bà nói chứ, hắn dùng để chiên dầu sao? Đao của lão tử thì sao? Không sao, chúng ta có thể bắt đầu từ cánh tay, như vậy. Sắc mặt Trình Quy đen lại, nhanh chóng thoát khỏi nàng, ta sai người lấy một ít đồ ăn từ kinh thành về, đều là thứ có thể để lâu. Thật sao? Mắt Minh Thủ lấp lánh. Lừa nàng làm cái gì? Chính Quy cười, "Được rồi, chúng ta về nhà đi, cuối cùng cũng không bị chiên dầu." Trình Quy ôm Minh Thù để nàng ngồi lên ngựa, hắn phóng người lên ngựa, ôm lấy nàng từ phía sau. "Phía kinh thành nói như thế nào?" Trình Quy im lặng một lúc, "Ta nộp binh phù rồi, một nửa của nàng, ta cũng đã nộp rồi, khinh khinh nàng có trách ta không?" Minh Thù đã hiểu, đây là dùng binh phù đổi lấy, nếu không, Bệ hạ sẽ không để cho một người sở hữu binh phù ở chỗ này. Lỗ Công công cho rằng binh phù là Bệ hạ cho nhưng làm sao hoàng đế lại để đồ quan trọng như vậy vào tay người ngoài chứ không chừng trình quy dở trò gì đó nên mới lấy được binh phủ không thể ăn trình quy cười nói về nhà ăn cơm minh thủ nhẹ nhàng đồng ý ở một góc trình quy không nhìn thấy mỉm cười cả ánh mắt đều tràn ngập sự ấm áp hiền hòa trình quy mang theo rất nhiều xính lễ trở về cả một đội ngũ không thấy điểm cuối tin tức này truyền tới tai liễu tâm duyệt chính là một sự mỉa mai liễu tâm duyệt nhìn người trước mặt chỉ cảm thấy buồn nôn nếu có thể gả cho hắn thì hạnh phúc biết bao lý hoa đã có thể xuống đất rồi nhưng cánh tay không làm được gì nghe đại phu nói đời này có thể cầm đồ vật là không tệ rồi mẹ con muốn gả cho hắn à liễu tâm duyệt nhịn không được cười nhạt dựa vào nàng ngươi cười cái gì lý hoa hét mẹ nàng ta chê cười con cũng không suy nghĩ xem mình có tư cách gì hắn sẽ để ý ngươi sao liễu tâm duyệt nặng lời nói bốp mẹ lý thân ở bên cạnh tắt nàng một cái con tiện nhân này nói chuyện kiểu gì vậy? Tiểu Hoa có gì không tốt? Liễu Tâm Duyệt bị tát một cái đến mơ màng. Ngươi dám đánh ta? Liễu Tâm Duyệt vừa định giơ tay tát lại bà ta. Con trai, con trai ngươi mau nhìn vợ của ngươi, đây là muốn ra tay với trưởng bối hay sao? Mẹ Lý Thân la lên đúng ngay lúc Lý Thân bước đến, hắn bắt lấy tay Liễu Tâm Duyệt. Liễu Tâm Duyệt bị cả gia đình vây quanh, không được gì còn bị hai bạt tại, cuối cùng bực mình rời đi. Chương 680, khinh nhược trình quy 27 hôn lễ của Minh Thù là hôn lễ hoành tráng nhất mà người trong thị trấn từng được thấy. Có rất nhiều thứ bọn họ chưa từng thấy qua đều đã được nhìn thấy trong hôn lễ này. Hôn lễ được duy trì liên tục trong một khoảng thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian đó bất kể Minh Thù ăn cơm ở từ lâu nào, đều bị vây quanh lại nhìn. Dù sao cũng là quận chúa. Tuy nhiên vị quận chúa này có chút ý thế ăn hiếp người. Tử lâu tần linh không bao lâu đã khai trương, liễu tâm duyệt có thể không ngờ rằng tần linh sẽ mở tử lâu, nàng đã chuẩn bị một tiệm son cuối cùng phát hiện ra tần linh cơ bản không có mở. Có thể khiến Liễu Tâm Duyệt tức điên rồi. Ngươi có thể tưởng tượng như thế, ngươi có đủ sức để tranh tài với người ta, kết quả người ta có để tâm đến ngươi không? Liễu Tâm Duyệt chuyển tới gần Tửu Lâu, lúc này mọi người trong Tửu Lâu vô cùng lo lắng, không náo nhiệt lắm. Tửu Lâu là dựa theo ý tưởng của Minh Thù, mỗi loại thức ăn đều cung cấp với số lượng có hạn, tới trước được trước, nhưng giá cả hơi cao. Ban đầu là dựa vào sự hiếu kỳ của người có chút tiền đến đó, thế nhưng rất nhanh đã bị tài nghệ nấu ăn của tần linh lôi cuốn. Đi một lần có thể không ăn hết tất cả đồ ăn trong tửu lâu, hơn nữa mỗi loại đồ ăn chỉ có thể chọn một lần, cái này gieo thêm lòng ham muốn cho khách hàng, để cho bọn họ nhớ mãi không quên. Tuy là quy định có chút kỳ lạ, nhưng chiến thắng là ở chỗ ăn ngon, danh tiếng dần dần truyền xa, việc kinh doanh của tửu lâu ngày càng phát triển. Tần linh mệt đến ngất ngư nhưng có thể kiếm tiền, khiến cho tần phụ và tần mẫu đều có được sống cuộc sống tốt, nàng cũng muốn cắn răng kiên trì. Minh thù ở bên này rất là thoải mái, nhưng rất nhanh nàng ấy thoải mái đến mức không thể tiếp tục được nữa. Phu nhân, từ lâu bên kia đã xảy ra chuyện. A à, Lục cắt đứt sự thân thiết của Minh Thù và đồ ăn vặt. Minh Thù miễn cưỡng ngẩng đầu lên, sao vậy? Lại chết người rồi à? Không có người chết thì quấy dày tâm trạng của ta là sao hả? A à, Lục nghẹn ngào hạ giọng nói, có người ăn đồ ăn của tử lâu, trên người xuất hiện phát ban đỏ, nói là thức ăn của tử lâu không sạch sẽ mọi người vây xung quanh trước cửa tửu lâu, chỉ trỏ vào bên trong tử lâu. Trong tử lâu lúc này Tần Linh đang giải thích với người đến gây chuyện. Nhưng mà đối phương vô cùng lớn tiếng, lấn hết cả giọng nói của Tần Linh. Báo quan, phải báo quan, làm ăn đen tối như vậy ai mà dám tới. Người hãy nhìn tướng công ta xem, biến thành hình dáng như thế nào rồi hả? Những người làm ăn không có tâm như các ngươi, lương tâm đã bị chó tha đi mất rồi. Phải để quan phủ nghiêm phong tiệm các ngươi lại, đừng để gây tai họa thêm cho người khác. Đối phương kịch liệt phát biểu lấy diễn thuyết, Tần Linh mỗi lần nói còn chưa nói hết đã bị đối phương cắt đoạn, Toàn Quyền chủ đạo đều tại trên tay đối phương. "Hãy đem nàng ta đi gặp quan huyện." Đối phương nói muốn mang Tần Linh đi. Chính lúc bọn họ bắt lấy Tần Linh, bên cạnh đột nhiên có thêm một cánh tay, hung hăng vặn ngược tay tên đối diện, tiếng kêu thảm thiết trong tửu lâu vang lên. Thân thể của người kia bị nhấc lên như bao tải, bị sốc lên rồi lại bị nện xuống. Bịch. "Ăn hiếp nữ nhân thì có gì là bản lĩnh chứ?" Tiếng một nam nhân lạnh lùng vang lên mọi người nhìn đi chỉ thấy một nam nhân áo đen kéo tần linh vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc nhìn vào người gây chuyện lúc minh thủ chạy đến màn diễn đã kết thúc mấy người kia bị nam nhân đó đánh ra ngoài trong tiệm bị đập phá kha khá bọn tiểu nhị tinh thần sa sút dọn dẹp hậu quả tần linh ngồi trên ghế nam nhan đứng ở bên cạnh nàng minh thủ quan sát hai mắt nam nhân nam nhân cũng đang quan sát minh thủ như vậy sau đó ánh mắt nhìn vào người trình quy khóe mắt lập tức ngưng động trong mắt tràn ngập sự khẩn trương Trình Quy chỉ đến cùng Minh Thủ tới, đối với nam nhân đó không hề có chút hứng thú, chống tay liếc hắn một cái rồi chuyển ánh mắt đi. Nam nhân có chút nghi ngờ, hắn không có nhận ra mình, hay là... Nhưng đối phương không muốn động đến mình, đây là một chuyện tốt. Nam nhân nhìn về phía tần linh, chuyện này không có kết thúc dễ dàng như vậy được, nhất định phải tìm cho gia chủ mưu đằng sau. Tần linh đang tội nghiệp nhìn Minh Thù, nghe lời của nam nhân, mặt nàng hơi biến sắc, vì sao có người muốn hại ta như thế? do người làm ăn khá khẩm, có khả năng rất lớn có người phá đám. Nam nhân nói. Minh thủ cười một cái. Ngươi cười cái gì? Hắn nhớ kỹ người nữ nhân này, lần trước chính là nàng ta kéo tần linh chạy. Không có gì. Cười đến rõ ràng như vậy, còn nói không có gì ư? Minh thủ không để ý tới ánh mắt quái dị của nam nhân, tìm cái ghế cho trình quy ngồi xuống. Sau đó chính mình đi ra sau lấy ra đi một ít đồ ngọt. Có quen người hôm nay đến gây sự không vậy? Không, không quen biết tần linh lắc đầu trước đây chưa từng thấy qua nhất định là người trên trấn tìm người hỏi thăm một chút minh thủ nói người muốn làm cái gì nam nhân nhíu mày vành mắt tần linh còn đỏ hoe phản ứng yếu ớt không khó lắm ta cho tiểu nhị đi hỏi thăm một chút minh thủ á một tiếng cơm tối ăn món gì đây tần linh mới vừa rồi tâm trạng còn hỗn loạn lúc này đã bình tĩnh trở lại một cách kỳ lạ khéo léo hỏi ngày hôm nay ồn ào một trận như vậy cũng không thể buôn bán nữa nhà bếp còn thừa lại không ít thứ người muốn ăn cái gì nào minh thù đùng đùng báo một loạt tên các món ăn hai người cứ như vậy dắt tay nhau đi xuống bếp nam nhân không phải vì sao hắn nói chuyện không có ai nghe việc này xong rồi à? không giải quyết sao ánh mắt trình quy như cười cười liếc hắn một cái ngẩn tò te rồi ha ha cuối cùng cũng không phải một mình lão tử chịu tội như vậy a à, lục trình quy kêu lên một tiếng đi điều tra xem là ai làm vâng công tử a à, lục đi khỏi trong tử lâu đột nhiên yên tĩnh trở lại Nam nhân hơi dừng lại một chút, cuối cùng đã mở miệng, nghe danh tiếng Trình Thế Tử đã lâu. Ngươi nghe được sợ không phải là những lời lẽ gì hay ho rồi. Danh tiếng của hắn không được xem là tốt cho lắm. Nam tử, lời lẽ này làm sao phải nói tiếp, Trình Quy ngồi rất tùy ý, ngươi nói nếu ta muốn bắt ngươi, bệ hạ sẽ thưởng ta cái gì nào? Nam Nhan liếc mắt nhìn về hướng cửa, dường như rất khẳng định, Trình Thế Tử nếu thật muốn bắt ta, cần gì phải để những người đó ra ngoài. Trình Quy kéo khóe miệng, bắt ngươi không cần phải dùng đến bọn họ hai người nhìn qua không có làm bất kỳ cái gì nhưng thật ra mỗi bên đều tự đề phòng phòng ngừa đối phương đột nhiên hành động trình thế tử muốn như thế nào hắn thật muốn bắt ta cần gì phải phí lời như thế với hắn chứ trình quy nói nơi đây bây giờ là địa bàn của ta hy vọng ngươi về sau không tới nơi này nữa nơi đây sao lại là địa bàn của ngươi chứ bệ hạ vừa mới phong thưởng đất đai cho minh huệ quận chúa trình quy một chút cũng không nể mặt ta là phu quân của nàng ấy, đương nhiên nơi này là địa bàn của ta. Ta bất kể ngươi và bệ hạ có ân oán gì, ta không hy vọng ngươi sẽ liên lụy đến nàng. Tiếng nam nhân hời hợt, không nghe ra chút tâm tình, ta chỉ là đi ngang qua, chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi nơi này. Vậy là tốt nhất, ta cũng không muốn có người đâm thọc, nói rằng ở chỗ ta có thủ lĩnh phản quân xuất hiện. Trình quy cười ngang tàng, hiện tại, mời ngươi rời khỏi đi. Nam nhân không yên tâm lắm về tần linh, nhưng lệnh đuổi khách của trình quy dường như là tùy ý, lại hết sức cứng rắn, hắn muốn lấy thân phận hiện tại của mình, quả thực không thể tiếp xúc nhiều với Tần Linh. Nam nhân chắp tay, cáo từ. Chương 681, khinh nhược trình quy 28. Nam nhân rời đi, Tần Linh hình như có hơi thất vọng, nhưng lại có chút thoải mái. Rồi cô đã từ bỏ suy nghĩ trong đầu đó đi rất nhanh, hiện tại quan trọng nhất là giải quyết phiền phức trước mắt. Tin tức mà A Lục mang đến nhanh hơn so với bọn tiểu nhị của Tần Linh. Người đến gây sự kia là một dân cờ bạc đồ dùng trong nhà sắp bị hắn đánh thua sạch rồi a à, lục bắt người lại minh thù không cho tần linh đi bản thân nàng ta tự đi xem xét một lần mua chuộc hắn ta không phải là người khác mà chính là liễu tâm duyệt minh thù bảo người kia ngày mai tự nghĩ biện pháp để làm sáng tỏ nếu không làm sáng tỏ được thì sẽ giết chết hắn bởi vì bị bắt mà ngay cả thần không biết quỷ không hay người đó làm sao dám phản đối lặp đi lặp lại rằng nhất định sẽ làm sáng tỏ chuyện này liễu tâm duyệt nào biết việc làm của nhân vật phản diện như minh thù này đâu sau khi liên tục bị phá hỏng kế hoạch nhiều lần nàng ta cũng không dám làm chuyện sằng bậy nữa bởi vì cửa hàng của nàng ta bắt đầu xảy ra vấn đề rồi đầu tiên là đối thủ cạnh tranh có ý ép giá tiếp theo là có người gây sự những thủ đoạn này giống như những việc mà nàng ta đã làm với tần linh liễu tâm duyệt biết là do minh thù làm mỗi lần gặp chuyện không may minh thù đều sẽ tới làm loạn một lần giống như rất sợ nàng ta không biết là minh thù làm vậy nhưng nàng ta không có chứng cứ ép giá là do đối thủ cạnh tranh làm Gây chuyện cũng là do đối thủ cạnh tranh tỉnh đến, không hề liên quan đến Minh Thù. Vì bảo toàn tài sản còn lại của chính mình, Liễu Tâm Duyệt không dám cứng rắn với Minh Thù. Quan huyện trên chấn chỉ là vai vế bình thương, Minh Thù là quận chúa, Trình Quy là thế tử, thân phận hai người bọn họ cách quan huyện cả khoảng dài. Nàng ta tiếp tục cứng rắn với bọn họ, chắc chắn chính là lấy trứng trọi đá rồi. Đang lúc Liễu Tâm Duyệt phiền lòng, Lý Thân bên kia lại xảy ra chuyện. Lý Thân có tiền chỉ ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm qua lại với nữ nhân thanh lâu kết quả là đã bị lây bệnh đậu mùa đối với lần này liễu tâm duyệt chỉ cười một cách lạnh lùng nữ nhân kia là cô cố ý sắp xếp kết quả hiện nay cô đã sớm tính đến mẹ lý thân đã tìm không ít đại phu để chữa bệnh cho lý thân ở thời kỳ y học lạc hậu thì việc chữa trị được căn bệnh này xem như là bằng con số không thế nhưng sau khi lý thân biết mình mắc bệnh đậu mùa thì tính khí trở nên nóng nảy chỉ một câu nói không đúng là liền động tay động chân kiếm nhiều đại phu lý thân biết mình không có thuốc cứu được lại càng không kiêng nể gì cả cũng không lâu lắm lý thân đã dính vào chuyện cờ bạc cả ngày chỉ biết đánh bài không có tiền thì tìm đến liễu tâm duyệt liễu tâm duyệt không đưa tiền hán liền thượng cẳng chân hạ cẳng tay liễu tâm duyệt cũng từng tìm người bảo vệ cho mình nhưng nàng ta đã mời người bảo vệ thì lý thân cũng sẽ tìm người cuối cùng nàng ta vẫn bị đánh chuyện đánh nữ nhân nếu báo quan cũng không có tác dụng chỉ cần không đánh chết người thì người ta cũng không quan tâm lý thân ban đầu chỉ tính đánh bạc với số tiền hiện có sau này thực sự hết tiền hắn trực tiếp chuyển qua mua bán giấy tờ nhà đất của liễu gia những giấy tờ nhà đất kia là lý thân lúc mới chuyển vào liễu phủ đã lục lọi tự mình bảo quản lý thân ngươi điên rồi những giấy tờ nhà đất đó nếu bán đi thì sau này sẽ làm sao đây liễu tâm duyệt kéo lý thân không cho hắn đi ngươi mang giấy tờ nhà đất trả lại cho ta đó là của ta cái gì mà của ngươi đây là của ta lý thân đẩy liễu tâm duyệt ra ngươi không đưa tiền cho ta ta chỉ còn cách bán giấy tờ nhà đất liễu tâm duyệt ngã trên mặt đất mặt mũi đỏ ngầu giận dữ lý thân ngươi thật khốn nạn hãy mang giấy tờ nhà đất trả lại cho ta tránh ra cho ta lý thân không nhịn được liền đá văng liễu tâm duyệt lý thân cầm giấy tờ nhà đất rời khỏi liễu tâm duyệt đuổi theo bóng người cũng không nhìn thấy nữa nàng không thể ở lại chỗ này nữa nàng phải rời khỏi rừng còn xanh sợ gì không có củi để đốt nàng nhất định sẽ có cơ hội báo thù lúc liễu tâm duyệt đang thu dọn đồ đạc lý thân trở về còn dẫn theo hai người nữa các người làm cái gì vậy liễu tâm duyệt cảnh giác nhìn bọn hắn người muốn đi đâu sắc mặt lý thân giận dữ trên mặt hắn đã xuất hiện triệu chứng phát ban nhìn qua rất là đáng sợ muốn chạy ư liễu tâm duyệt cầm lấy túi áo quần bên cạnh rồi xông ra ngoài khốn kiếp còn dám chạy nữa lý thân ngăn liễu tâm duyệt lại hung hăng đẩy một cái từ hôm nay trở đi ta chỉ cho người đợi ở trong phòng không được đi bất kỳ nơi nào cả Lý Thân khóa cửa phòng lại. Liễu Tâm Duyệt khiếp sợ vô cùng, từ dưới đất bò dậy, dùng sức gõ cửa. "Lý Thân, ngươi thả ta ra ngoài, ngươi là tên khốn kiếp, thả ta ra ngoài. Ta phải rời khỏi nơi này, ta ngay từ đầu nên rời khỏi nơi này. Ta thật hối hận." Bên ngoài vang lại tiếng mẹ Lý Thân chửi rủa, chửi những lời lẽ khó nghe, trong đó còn có tiếng mắng chửi của Lý Hoa. Liễu Tâm Duyệt hung hăng cầm lấy cửa, dùng sức làm đầu ngón tay bị lật lên. Tài sản của Liễu gia nhanh chóng đã bị Lý Thân phá hoại gần hết. Liễu Tâm Duyệt cả ngày bị giam trong phòng, nàng ta đã thử rất nhiều cách, đều chưa thoát ra ngoài được. Sau đó mẹ Lý thân mỗi ngày chỉ cho nàng ta ăn có chút ít, có đôi khi thậm chí còn không cho nàng ăn, đói bụng đến mức không còn sức để chạy trốn. Bọn người hầu của Liễu phủ ai có thể chạy đều đã chạy hết rồi, Liễu phủ lớn như vậy mà vắng vẻ hầu như không có ở người. Ầm, ừ. cửa phòng đột nhiên bị đá văng ra, ánh mặt trời chiếu xuống, Liễu Tâm Duyệt bị trói đến mức nước mắt rơi xuống, nàng thấy có người đi vào, chính là nàng ta. Sao lại như thế, đây chính là thiên kim tiểu thư của Liễu phủ, nhìn thấy làn da này, dáng vẻ này, trang điểm một chút, tuyệt đối cũng không tệ đâu." Tiếng nịnh hót của Lý Thân vang lên. Liễu Tâm duyệt trong lòng sợ hãi, con mắt từng bước thích ứng với tia sáng. Cô nhìn thấy Lý Thân đứng trước một người đàn ông cao lớn, mà người kia đang dùng ánh mắt quan sát món hàng để quan sát cô. "Cái này có thể không đủ để ngươi trả nợ đâu." Người đàn ông cao lớn lạnh lùng hừ một tiếng. Lý Thân lại cuống quýt móc hai giấy tờ đất từ trong tay áo ra hắn dường như chỉ muốn đưa một tờ, rồi bị tên cáo già đó giật lấy, cái này còn tạm được. Lý Thân, ngươi làm là cái gì vậy? Liễu Tâm Duyệt không biết sức lực từ đâu đã đánh về phía Lý Thân, nắm lấy hắn cánh tay bóp vào chỗ hiểm, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi rốt cuộc đã làm chuyện gì vậy? Tên cao lớn đưa giấy tờ đất cho tên đứng phía sau rồi nói, hắn đã bán ngươi rồi, xin mời Liễu cô nương. Không, mang đi. Liễu Tâm Duyệt bị người bên cạnh Lý Thân mang đi, lý thân vẫn cúi người cười chào cũng chưa từng liếc mắt nhìn liễu tâm duyệt với tiếng mắng của nàng cũng giả bộ không nghe thấy lý thân ngươi chết không yên thân đâu liễu tâm duyệt bị nhét vào chiếc xe ngựa cũ nát cô bị ép uống một chén nước ý thức của cô dần dần biến mất mình thủ nghe nói lý thân bán người còn cố ý đi qua tìm đáng tiếc cô lại chưa từng thấy qua liễu tâm duyệt thế nhưng giá trị thù hận vẫn không đầy cô cũng không tìm ra người cô chỉ có thể hoài nghi là trình quy đã giết người rồi hết lần này tới lần khác trình quy giả bộ với gương mặt vô tội hỏi gì cũng không biết lý thân sau đó đánh thua sạch cả căn nhà của liễu phủ bệnh của hắn cũng đến mức không thể chữa trị được nữa mẹ lý thân và lý hoa đều sợ lý thân sẽ lây nhiễm cho bọn họ cứ như vậy mà ném hắn đi không hề quan tâm đến cuối cùng lý thân đã chết ngay cả một người nhặt xác cũng không có trưởng thôn thấy không vừa mắt buộc mẹ lý thân đi nhặt về mẹ lý thân cảm thấy mình chưa hưởng phúc được mấy ngày vinh hoa phú quý đã không còn nữa rất không cam tâm, cho nên trước đây có yêu thương lý thân bao nhiêu thì hiện tại oán hận nhiều bấy nhiêu. Trưởng thôn để cho bà ta nhặt xác, bà ta mang người ném ra bãi tha ma xem như là xong chuyện, cũng không biết có phải là làm chuyện ác hay không, trên đường trở về bị ngã, khiến mắt bị ngã đến mù lòa. Lý Hoa đã bị đứt cánh tay, mắt mẹ Lý thân bị mù, hai mẹ con cả ngày không ngừng cãi nhau, sống qua ngày rất đau khổ.